Tuyệt thế võ lâm, kiệt tác kiếm hiệp Kim Dung. Hội tụ 15 năm tinh hoa Kim Dung, tình khí thần hòa hợp kiếm đỉnh Sơn Hà. Bát trận đồ mê ảo, vũ phiến hoành không, nhất tâm nhị dụng, phá thiên lập địa. Lục bảo xuất thế, lộ diện anh hùng. Võ lâm tái khởi, vạn hội tranh phong. Đông Tà, Hoàng Dương Sư, Tây Độc, Âu Dương Phong. Bất Cải, Hồng Thất Công. Nam Đế, Đoàn Trí Hưng. Trung Thần Thông, Vương Trùng Dương. Tương Dương Chiến Lửa, Cửu Châu Công Thành. Võ Lâm Chí Tôn, Chính Danh Thiên Hạ. Vạn Dặm Vẫn Tiêu, Nhất Bàn Oai Hùng. Hệ thống tính năng đặc sắc, kết duyên tri kỷ. Giao dịch đổi đồ. Vạn thú đồng hành. Vi phong giáng thế. Tuyệt thế võ lâm, kiệt tác kiếm hiệp Kim Dung.